Xin chào anh em, mình tiếp tục hôm nay là cho anh em một cái bài mở hộp trên tay và đánh giá nhanh chiếc Black Shark 4, chiếc điện thoại gaming mới nhất của Xiaomi. Trên tay mình bây giờ là đang chiếc điện thoại màu đen, bản 8GB và 128GB bộ nhớ trong. Thì hôm nay để mở hộp cho anh em thì mình đã mang đến một con Karambit. Nó ra bóc siêu này, nó là phê lắm anh em ạ. Logo Black Shark rất đẹp luôn anh em ơi. Mình tiếp tục là chiếc điện thoại này nó sẽ có màn hình 6,67 inch, công nghệ màn hình AMOLED, Snapdragon 870 và đặc biệt củ sạc của nó là 120W anh em nhé. Nhưng mà đây là một điều mình cảm giác là không thích trên cái thông số chiếc máy này, đó là một chiếc điện thoại gaming phone nhưng lại có dung lượng pin có 4500mAh, thì là hơi thấp. Nhưng bù lại thì cục sạc của nó, mình sẽ bỏ qua chiếc máy một bên đã. Bù lại cục sạc của nó là 120W ấy, thì cực kỳ nhanh, chỉ 17 phút là đã đầy viên pin 100% rồi, thì phải nói là sạc rất nặng luôn anh em ạ. Anh em cứ tưởng tượng là mình ăn sáng, đánh răng, rửa mặt xong cắm sạc phát là đầy đi làm luôn, phê luôn. Đây sẽ có một củ sạc 120W và một cái dây sạc cá dây. Đây là một những miếng sticker của Black Shark, anh em thể dán vào laptop cũng như là ba lô. Chiếc ốp lưng của sim, một chiếc ốp lưng nhựa. Để ở bên này. Quay trở lại đây chính là nhân vật chính của chúng ta, chiếc Black Shark 4. Đây là phiên bản màu đen. Cảm giác đầu tiên của mình đó chính là chiếc máy này khá dày. Theo thông số kỹ thuật của nó là độ dày là 1cm, nó là khá dày, cầm rất chắc tay. Chiếc Black Shark này thì nó sẽ không thể cài được bản ROM tiếng Việt, anh em chỉ có thể dùng bản ROM tiếng Anh kèm CF Play. Đây là chiếc máy của chúng ta anh em ạ. Chiếc máy còn đây là mình sẽ kích vào trong. Nhìn logo chữ X. Đầu tiên cái cầm nắm mình đó chính là cái viền máy này, nó sẽ khá là tinh tế này, mặt cắt của nó không mặt thẳng như những chiếc điện thoại bình thường, nó sẽ mặt nó sẽ gồ lên ở giữa, ra mình cầm nắm rất thoải mái luôn các bạn. Ở phía dưới thì sẽ có cổng Type-C, vẫn có giắc cắm 3.5, loa sẽ là loa kép hai bên, loa này con này nó cực to luôn nha. Ngoài ra chiếc máy này sẽ có hai phím e-trigger, cảm giác mở kiểu liên minh luôn. Đây thì để phục vụ cho anh em các chơi game với phím bấm, cái là tốt với phím bấm. Tiếp theo đó là về cái màn hình thì phải nói là mượt, cực kỳ mượt luôn. Màn hình 144Hz kèm theo một công nghệ AMOLED cho một màu sắc, phải nói là mình cảm giác màn này mình không chê điểm nào rồi, rất đẹp. Nhưng mà một cái điểm chê trên chiếc của Black Shark này sẽ là cái mặt lưng, anh em nhìn thấy mình chỉ cầm một tí thôi nhưng mà bám vân tay mình dã man luôn, nên là nhà sản xuất đã cho tặng anh em một chiếc ốp, thì anh em cố gắng sử dụng chiếc ốp này cho nó đỡ bẩn. Cái thứ hai là bảo vệ thân máy. Tiếp theo một điểm cộng của chiếc máy này mình nhớ là cái loa phải nói là anh em nghe từ đoạn đấy. Trời bóng ra tình yêu như màu, dịu nhau qua cơn bão giông, đi ta trong ngóng vào một tình yêu màu hồng. Loa của chiếc Black Shark này phải nói là cực kỳ to, rất phù hợp cho nghe những bản nhạc remix cũng như là chơi game. Nhưng mà mình đánh giá là với những cái bản nhạc ví dụ và pop ballad thì nghe nó cũng chưa quá hay. Còn về phần test game và hiệu năng, đánh giá chi tiết thì bên mình sẽ gửi cho anh em một cái bài đánh giá về sau. Còn chất lượng camera theo mình thấy là khá ổn. Camera trước này mình khá yêu thích này, bởi vì là Mình cảm thấy là cái màu da này nó không giống những cái dòng Xiaomi khác là bị cà đi quá nhiều, mà nó vẫn giữ lại đủ chi tiết, phải nói là cũng khá ổn. Về camera cũng như là hiệu năng thì mình sẽ gửi anh em, nợ anh em một cái bài đánh giá chi tiết sau hơn, chắc chỉ khoảng vài tuần nữa thôi mình sẽ gửi các bạn bài đánh giá tiếp theo. Cảm ơn anh em đã theo dõi video lần này của bên mình.